Xin chào quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi chương trình Thực phẩm không an toàn, hãy cùng lên tiếng của Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum. Chương trình hôm nay sẽ phản ánh hàng loạt các cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều mẫu thực phẩm có chứa hàng the đang được bày bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn các quận 6, Tân Phú và các huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh. Lực lượng chức năng lấy mẫu các thực phẩm được bày bán tại một số chợ trên địa bàn các quận huyện để xét nghiệm nhanh các chỉ tiêu hàng the, phóc môn, phẩm màu, phát hiện có 2 mẫu dương tính với hàng the. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản sự việc, yêu cầu các chủ hộ kinh doanh có thực phẩm vi phạm đổi nơi cung cấp sản phẩm và phải tiêu hủy các sản phẩm vi phạm còn đang buôn bán, cam kết không tái phạm. Khi ăn phải thực phẩm có hàng the, cơ thể đào thải khoảng 70%, còn lại được tích tụ trong các cơ quan nội tạng. Đến lúc nào đó lượng hàng the lên tới 5 gram thì gây ngộ độc cấp và mãn tính, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Đối với người có đường ruột yếu thì khi ăn phải thực phẩm chứa hàng the dễ gây tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa. Lâu dần sẽ tích tụ trong gan, dẫn đến hại gan, suy nhược cơ thể. Vừa qua tại địa phận xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, đội quản lý thị trường số 3 tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ông Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1987, trú tại huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhập hàng cho các quán tạp hóa trên địa bàn. Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng trị giá 8,2 triệu đồng, bao gồm 400 bao thức ăn chế biến sẵn, 320 gói kẹo màu, đồ chơi trẻ em đều không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn. Đội quản lý thị trường số 3 đã tịch thu và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa, xử phạt hành chính số tiền 6 triệu đồng đối với chủ xe, chủ hàng Nguyễn Văn Điệp. Tại trạm xử lý rác thành phố Gia Nghĩa, địa chỉ thôn Cây Xoài, xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, hội đồng tiêu hủy hàng hóa tịch thu đã tiến hành tiêu hủy 5.316 hộp sản phẩm dinh dưỡng sữa bột Omega 369 Q10 Alaska giả, không có giá trị sử dụng, có tổng giá trị 1.121.940.000 đồng bằng hình thức cho xe cán dập và chôn lấp. Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra bắt giữ các đối tượng chào bán sản phẩm dinh dưỡng của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Dinh dưỡng Quốc gia chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Dược phẩm Trường Thọ, địa chỉ 102, đường D1, khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo kết quả giám định, một số chỉ tiêu hàm lượng protein, hàm lượng kẽm, hàm lượng omega 3 của sản phẩm dinh dưỡng này chỉ đạt mức từ 40% trở xuống so với tiêu chuẩn công bố của cơ sở. Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Bộ đội biên phòng Quảng Ninh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô, Cục Hải quan Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển 4 tạ nội tạng heo đông lạnh nhập lậu. Người điều khiển xe là Vũ Văn Hùng, sinh năm 1973, trú tại thôn cửa khẩu xã Hoành Mô, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng. Hùng khai nhận hàng nhập lậu từ Trung Quốc được mua lại bán kiếm lời. Lực lượng chức năng đã tiến hành đưa người, phương tiện, hàng hóa về đơn vị lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai kiểm tra 2 kho hàng của bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy tại khu phố 4, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, phát hiện rất nhiều sản phẩm nhập lậu, bao gồm thuốc lá hiệu 555, rượu ngoại, sữa bột, đường cát và bia. Ông Nguyễn Đình Thanh Thế, ngụ phường Xuân Bình, là người trông coi kho hàng cho bà Thúy và mua số thuốc lá của những người tiếp thị không rõ lai lịch để bán kiếm lời. Về số sữa hàng còn lại, bà Thúy khai đã mua hàng trôi nổi trên thị trường và không có hóa đơn chứng từ liên quan. Cơ quan công an đã lập hồ sơ tạm giữ toàn bộ số hàng hóa. Đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra khám xét xe ô tô mang biển kiểm soát 29H33412 do ông Phạm Chí Công là lái xe kiêm chủ hàng dừng đổ tại địa chỉ số nhà K1, 838 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, phát hiện 600kg tràng trứng gà non đã bốc mùi khó chịu và biến đổi màu sắc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tài xế khai nhận toàn bộ số tràng trứng non đều không có giấy tờ, chứng minh kiểm dịch và nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng được đội quản lý thị trường số 5 tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng tại Hà Nội, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Công an thành phố kiểm tra bắt quả tang
một cơ sở đang có hành vi bơm tạp chất vào tôm tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Thời điểm lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, hai người tại cơ sở đang thực hiện hành vi bơm tạp chất vào tôm. Chất lỏng được bơm vào tôm có thể khiến những con tôm đã chết ương trở nên căng cứng và đẹp hơn. Mỗi con tôm sau khi bơm tạp chất tăng trọng lượng 10-15% so với khi chưa bơm. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu kiểm nghiệm xem tạp chất đưa vào tôm là gì, tịch thu toàn bộ dụng cụ tang vật liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ công ty cổ phần thực phẩm Clever Food bán cá kho có giòi cho người tiêu dùng, đại diện công ty là bà Nguyễn Ngọc Sang xác nhận việc công ty có bán một khúc cá kho có giòi cho khách hàng Nguyễn Văn Tuyền vào ngày 2 tháng 4 năm 2021. Mặt hàng cá kho là thực phẩm đã qua chế biến công ty mua của hộ kinh doanh món ngon chợ Hàng Bè do bà Phạm Thị Huyền làm chủ kinh doanh. Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Huyền cho biết theo quy định của công ty, với mặt hàng cá kho, công ty nhập hàng và chỉ bán trong 24 giờ. Hàng tồn sẽ chuyển về khu vực chờ hủy. Tuy nhiên do sơ suất của nhân viên, công ty đã không phân loại khay cá đã hết hạn sử dụng vào khu vực chờ hủy mà để lẫn với các sản phẩm hàng hóa khác nên dẫn tới sự việc này. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt công ty Clever Food 17 triệu đồng. Về phía khách hàng, đại diện Clever Food đã hoàn trả lại số tiền là 244.000 đồng cho ông Tuyền. Sau khi ăn con sam biển, người phụ nữ 31 tuổi trú tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí nổi mẩn đỏ toàn thân, ngứa vùng mặt, tức ngực khó thở, đã được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển, Uông Bí. Các bác sĩ bệnh viện cho biết, ngay khi tiếp nhận, người bệnh được tiến hành rửa dạ dày, sử dụng thuốc theo phác đồ. Sau khoảng 1 giờ, người bệnh đã ổn định. Các bác sĩ khuyến cáo người dân, tuy sam là món ăn bổ dưỡng và giàu chất đạm, tuy nhiên cần rất cẩn trọng trong việc lựa chọn bởi nó rất dễ nhầm lẫn với con so biển và đặc biệt là trong khâu sơ chế chế biến. Sau ăn, nếu có cảm giác tê miệng lưỡi, đau bụng, mẩn ngứa, khó thở, cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời. Có khoảng 5 người tại bang Washington, Mỹ bị nhiễm khuẩn Campylobacter sau khi uống sữa tươi chưa được tiệt trùng từ trang trại sản xuất sữa Dungeness Valley Creamery. Trang trại này đã ra lệnh thu hồi tất cả sản phẩm sữa tươi chưa tiệt trùng có hạn sử dụng từ ngày 13 tháng 4 hoặc trước đó. Tất cả khách hàng đã mua loại sữa tươi chưa tiệt trùng này cần phải vứt bỏ hoặc trả lại nơi đã mua. Người đứng đầu trang trại Creamery cho biết sẽ ngừng sản xuất sữa cho đến khi quá trình điều tra nội bộ hoàn tất cũng như các sản phẩm được thu hồi toàn bộ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, vi khuẩn Campylobacter là một trong 4 nguyên nhân chính gây ra bệnh tiêu chảy. Vi khuẩn Campylobacter đặc biệt nguy hiểm đối với người già và trẻ nhỏ. Các triệu chứng khi nhiễm khuẩn Campylobacter bao gồm sốt, tiêu chảy, thường có máu, buồn nôn, nôn, khó chịu và đau bụng. Hầu hết người bị nhiễm Campylobacter đều có thể tự phục hồi, nhưng một số người cần điều trị bằng kháng sinh. Thưa quý vị, nhiều người Việt có thói quen sử dụng những chai nước khoáng, chai nước ngọt đã sử dụng xong rồi để tái sử dụng và đựng nước uống tiếp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là một thói quen vô cùng tai hại, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe. Tái sử dụng chai nhựa đem lại nhiều rủi ro liên quan đến vi khuẩn gây bệnh và chất hóa học độc hại. Chai nhựa có rất nhiều loại được làm từ nhiều hợp chất khác nhau như PE, PVC, hoạt tính, v.v. Các loại chai nhựa trên thị trường hiện nay đều đã được nhà sản xuất đánh ký hiệu để người tiêu dùng nhận biết. Thế nhưng có những sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc nhựa tái chế thì rất khó kiểm soát. Những sản phẩm này lại tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh ung thư. Nếu chai nhựa có nhãn ghi số 1 PET hay là BETE, nó chỉ an toàn cho một lần sử dụng. Khi tiếp xúc với oxy không khí hay nhiệt độ cao, bao gồm cả ánh nắng mặt trời, những loại chai như thế này sẽ phân hủy thành những chất độc hại. Những loại nhựa có nhãn ghi số 3 hay 7 PVC và PC vì đó là hai hóa chất độc hại và dễ dàng hòa lẫn vào thức ăn, nước uống nên tránh sử dụng. Sử dụng lâu dài loại chai này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Những chai nhựa được làm từ polyethylene số 2 và số 4 và polypropylene số 5 và PP phù hợp cho việc sử dụng nhiều lần. Tuy nhiên lưu ý rằng chúng chỉ an toàn
nếu như dùng để chứa nước lạnh và phải làm sạch chai nhựa thường xuyên. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Thực phẩm không an toàn. Hãy cùng lên tiếng trên kênh KRT. Xin chào, tạm biệt quý vị.